dù có không sợ lòng đi theo đường của đảng ta, hãy dân dân quân đội Việt Nam, hãy dân 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 tộc anh hùng, hãy dân dân quân đội Việt Nam, hãy dân 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 tộc anh hùng. Chúng ta là người cựu chiến binh Việt Nam, đã bao năm cùng nhau đi khắp chiến trường, nay ta đã về đây thăm tuyệt tình đồng chí, nay ta đã về đây xây quê hương mảnh đời.
Văn Thêm, chính ủy trung đoàn 102. Rất hân hạnh và vinh dự được đón các bác là cựu chiến binh của thành phố Hải Phòng lên thăm lại đơn vị. Và các bác là trong cái chương trình buổi chiều ngày hôm nay, chúng cháu sẽ tiếp các bác. Trước nhất là mời các bác tham quan nhà truyền thống của trung đoàn 102, sau đó em mời các bác thăm nơi ăn ở của một đại đội bộ binh cơ giới. Sau đó lịch trình là mời các bác xuống thăm khu tăng gia chăn nuôi của trung đoàn, và mời các bác sau đó mời các bác về thăm khu kỹ thuật, và cuối cùng thì mời các bác về hội trường. Chỉ huy trung đoàn sẽ đón các bác tại hội trường trung đoàn 102 và nói chuyện, chia sẻ báo cáo cho các bác về nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của sư đoàn. Và đây là trình sau đó thì mời các bác di chuyển lên thăm sư đoàn 308, và chiều nay còn kế hoạch các bác đã hiện đầu rồi. Thì sau đây thì mời các bác đi qua nhà truyền thống của sư đoàn. Đoàn thì biểu tượng của trung đoàn đặc biệt là có trung tâm biểu tượng của hình ảnh chiến sĩ quân Ba Cả. Chúng cháu trực tiếp là những thế hệ đi sau, chúng cháu được học tập cái truyền thống của trung đoàn, thì chúng cháu cũng đã nắm được người chiến sĩ quân Ba Cả thể hiện cho cái chương trình tinh thần quốc tử của quốc sinh, nó cũng chính là truyền thống của trung đoàn. Không gian riêng để giới thiệu khái quát về cái quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của trung đoàn trong suốt 76 năm qua. Đấy, lần lượt theo thứ nhất là vị trí như tướng tay cháu đang chỉ, đó là khu vực giới thiệu những cái tư liệu hình ảnh và hiện vật của trung đoàn trong quá trình ra đời và chiến đấu trong 6 ngày đêm để bảo vệ thủ đô Hà Nội. Tiếp theo là bên này thì chúng cháu bố trí những cái hình ảnh khái quát về quá trình hoạt động của trung đoàn khi mà tiến lên xây dựng cách mạng chính quy tinh nhuệ chủ nghĩa hiện đại và những cái mặt hoạt động công tác của trung đoàn trong suốt thời gian vừa qua. Và đặc biệt là ở không gian bên này thì chúng cháu trưng bày những hình ảnh và hiện vật là những món quà thì rất vinh dự cho trung đoàn từ năm 2007 đến nay. Để trung đoàn đã được đón tiếp hơn 200 đoàn khách ngoài nước đến đã tham quan và làm việc tại trung đoàn. Ngoài cái hoạt động sẵn sàng chiến đấu thì chúng cháu rất vinh dự được đảm nhận cái hoạt động đối ngoại quân sự để tiếp đón các đoàn về tham quan, và ngày hôm nay đặc biệt rất vinh dự cho chúng cháu và các bác đến tham quan và chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bài học và những cái câu chuyện trực tiếp các bác đã thực hiện trong quân ngũ, và lại còn rất vinh dự nữa là có các bác là hậu phương của những người quân nhân đã từng phục vụ trong. Thank you.
thưa các bác cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, kính thưa đồng chí Nguyễn Quang Linh, phó chính ủy sư đoàn, rất vinh dự cho cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 102 hôm nay được đón các bác cựu chiến binh của thành phố Hải Phòng đến thăm đơn vị. Trước tiên xin trân trọng giới thiệu với các bác đồng chí thượng tá Nguyễn Quang Linh, phó chính ủy sư đoàn sẽ là người trực tiếp đón và cùng các bác tham quan trung đoàn và sư đoàn. Trân trọng giới thiệu. Sau đây trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Nguyễn Quang Linh lên có lời với các bác cựu chiến binh của thành phố Hải Phòng. Trân trọng mời đồng chí. Trước hết thì xin phép được thay mặt cho đảng ủy chỉ huy sư đoàn, ban giám đốc quân tiên phong anh hùng cũng như là cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 102 nơi trực tiếp các đồng chí về tham quan trong chuyến tham quan hôm nay, gửi tới toàn thể các đồng chí cùng với gia đình lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Chúc buổi tham quan của các đồng chí thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng cũng như là tình cảm sâu đậm của những người đồng chí đồng đội sau nhiều năm các đồng chí trở lại đơn vị cũ. Xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thì chúng ta chương trình hôm nay thì trong cái chương trình tham quan như các đồng chí Quý, đồng chí Hải trong ban liên lạc cựu chiến binh của thành phố Hải Phòng của sư đoàn 308 làm việc với sư đoàn, thì cái buổi nói chuyện hôm nay sẽ là trước khi sư đoàn, nhưng do điều kiện là ngày mai sư đoàn sẽ tổng kết năm 2023 nên tiến hành công tác chuẩn bị. Thế thì hôm nay công chí về đây theo chương trình là ta tham quan 102 trước, sau đó thì về trên sư đoàn làm việc với trên sư đoàn, sau đó thì ta giữ bữa cơm thân mật ở trên sư đoàn. Thế nhưng mà do hội trường để phục vụ cho ngày mai tổng kết nên hôm nay chúng ta chuẩn bị tại đây, thì cũng là trong cái chương trình kế hoạch cũng không có vấn đề gì thay đổi. Cái nội dung thứ hai thì chương trình tham quan đây chúng ta sẽ tham quan khu tăng gia. Trước hết là tôi mời các thủ trưởng và các đồng chí sẽ tham quan ăn ở của một đơn vị. Đấy, để so xem là ngày xưa các bác các chú đã công tác ăn ở sống chiến đấu làm việc như thế nào, và bây giờ đến anh em sống làm việc như thế nào. Thì mời các thủ trưởng sẽ tham quan một cái đơn vị. Đấy, đồng chí thêm chuẩn bị cái đơn vị thì mời các bác xuống thăm. Sau đó thì chúng ta tham quan khu tăng gia sản xuất tập trung và về tham quan khu kỹ thuật, hết cái nội dung làm việc ở trên ở trung đoàn 102. Sau khi về trên sư đoàn thì chúng ta sẽ tắt luôn ở nhà bia của các anh hùng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của sư đoàn. Sau đó chúng ta sang phòng truyền thống, chúng ta tham quan phòng truyền thống của sư đoàn, nhớ lại cái quá khứ, cái truyền thống hào hùng của các đồng chí. Và sau đó thì chúng ta sẽ về nhà ăn của chỉ huy sư đoàn cùng bữa cơm thân mật giao lưu và kết thúc cái chương trình làm việc của đồng chí tại sư đoàn. Thay mặt cho chỉ huy sư đoàn cũng xin được báo cáo một số cái nét nhớ lại một số cái nét truyền thống của sư đoàn và một số cái công việc tới đây của sư đoàn cũng như là cái kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tham quan. Thì kính thưa toàn thể các đồng chí, sư đoàn 308 đại đoàn quân tiên phong là sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1949 tại thị trấn Du, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sư đoàn có những đơn vị với bề dày truyền thống đánh giặc giỏi như trung đoàn 36 với tên gọi truyền thống trung đoàn Bắc, trung đoàn bộ binh cơ giới 102 với tên gọi truyền thống trung đoàn thủ đô, trung đoàn 88 với tên gọi truyền thống trung đoàn tu vũ, trung đoàn pháo binh 58 và các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc sư đoàn. Sự ra đời của đại đoàn là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta, quả đấm chủ lực quyết định chiến trường. Trong chiến đấu, sư đoàn luôn được giao nhiệm vụ đánh trận then chốt trên hướng chủ yếu của các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược trên các chiến trường. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch lớn tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp như chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Tây Bắc năm 1952, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, trong kháng chiến chống Mỹ như chiến dịch Khe Sanh 1968, chiến dịch Đường Chín Nam Lào năm 1971 và
chiến dịch Đông Hà, Quảng Trị năm 1972. Từ khi được thành lập, sư đoàn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 5 lần cả năm. Trong đó có một sự kiện luôn khắc sâu trong tâm khảm của cán bộ chiến sĩ sư đoàn, đó là ngày 19 tháng 9 năm 1954, trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần giao nhiệm vụ cho sư đoàn, người căn dặn các anh hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời căn dặn của bác không chỉ là mệnh lệnh thiêng liêng đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn, mà còn là lời hiệu triệu đối với cả dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa toàn thể các đồng chí, với những thành tích tiêu biểu trong xây dựng và chiến đấu, sư đoàn có 13 tập thể, 11 cá nhân được vinh dự, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã trưởng thành là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và tướng lĩnh trong quân đội. Đó là thể hiện sự niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm vẻ vang của lớp lớp cán bộ chiến sĩ sư đoàn hôm nay. Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ sư đoàn luôn phát huy truyền thống tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng. Nhiệm vụ của chính trị trọng tâm của sư đoàn hiện nay là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đối ngoại quân sự, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do bộ và quân đoàn giao. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung giáo dục các cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, sư đoàn luôn quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị quy định của cấp trên, thường xuyên đảm bảo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm tự chủ, ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của các đơn vị để đảm bảo cơ sở vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi, tập trung có hiệu quả, đã đảm bảo tổ chức 100% nhu cầu rau xanh, thịt, trứng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội. Kính thưa toàn thể các đồng chí, năm 2023, sư đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đón 4 đoàn khách quốc tế đến thăm. Đặc biệt, ngày 22 tháng 7 năm 2023, đã đón đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại sư đoàn, tham gia hội thi hội thao cấp quân đoàn và toàn quân đạt thành tích cao. Năm 2023, cấp quân đoàn đạt giải xuất sắc. Đặc biệt, sư đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật DT-23 tại trường bắn TB1, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan. Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị qua kiểm tra của bộ và quân đoàn đều đạt, được ghi nhận và đánh giá cao. Phát huy truyền thống của sư đoàn quân tiên phong anh hùng, trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ sư đoàn luôn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một lần nữa, thay mặt các Đảng ủy, Chỉ huy sư đoàn và toàn thể cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308, kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí cựu chiến binh của sư đoàn. Xin kính chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi mãi là những tấm gương lớp lớp cán bộ chiến sĩ sư đoàn học tập và nói theo. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Báo cáo đồng chí thì hiện nay chỉ huy sư đoàn gồm 5 đồng chí. Đồng chí sư đoàn trưởng là đồng chí đại tá Nguyễn Hải Anh, đồng chí sư đoàn phó tham mưu trưởng đồng chí Nguyễn Quốc Khánh và đồng chí chính ủy đồng chí Đặng Văn Thương, còn tôi là phó chính ủy và đồng chí phó sư đoàn trưởng đồng chí Lê Đức Học. Thì chỉ huy sư đoàn hôm nay có 5 đồng chí. Như tôi báo cáo ban đầu thì hiện nay thì sư đoàn là vẫn đang 4 trung đoàn, nhưng mà có 1 trung đoàn 12 của quân, còn lại 3 trung đoàn này
rút gọn. Cuối cùng xin được gửi tới toàn thể đồng chí và gia đình lời chúc sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới thì các đồng chí khi tuổi đã cao, tóc đã bạc và da đã mồi rất nhiều rồi, thế nhưng cũng mong muốn là cái tình cảm của những người đồng chí đồng đội, sự quan tâm của thế hệ đi trước với cái thế hệ đi sau thì các đồng chí luôn quan tâm động viên đối với cán bộ chiến sĩ của sư đoàn Hoàng Minh Đạt, nơi các đồng chí đã sống, chiến đấu, lao động, học tập và công tác. Mong muốn là cái tình cảm gắn bó giữa cá nhân rồi với tổ chức rồi tình cảm đồng chí đồng đội chúng ta ngày càng bền chặt, và cũng mong muốn rằng sẽ có nhiều dịp đồng chí quay lại sư đoàn. Thế thì như đồng chí Hải cũng có trao đổi là thì năm nay là như thế, nhưng mà sang năm thì cũng sẽ có một số đồng chí do tuổi cao sức yếu cũng không thể đi được như hôm nay. Thế thì chúng ta cũng rất biết là cái xu thế phát triển chung thì nó đi lên, thế nhưng mỗi con người thì sau cái giai đoạn đi lên thì nó lại có cái giai đoạn đi xuống để phát triển theo hình sinh. Thế mong rằng là cái đó thì đồng chí đồng đội chúng ta quan tâm chia sẻ động viên đồng hành cùng với nhau trong cái thời gian tới, và cũng luôn luôn trân trọng giữ gìn phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe toàn thể đồng chí. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí đại tá Cao Xuân Quý, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 thành phố Hải Phòng lên phát biểu với hội nghị. Kính thưa đồng chí Nguyễn Quang Linh, phó chủ ủy sư đoàn 308 và các đồng chí lãnh đạo trung đoàn 102, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ hội viên ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng có mặt tại đây. Thưa các chị, rất vinh dự và tự hào cho chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ nguyên là những người lính của sư đoàn năm xưa, là một trong những đại đoàn đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua nghiên cứu lịch sử của sư đoàn 308, phòng truyền thống của trung đoàn 102 và được nghe đồng chí Nguyễn Quang Linh, phó chính ủy sư đoàn tóm tắt nhất trí về thành tích của sư đoàn trong hơn 74 năm qua. Có thể nói trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch, tiêu diệt và bắt sống 35.967 tên địch, thu và phá hủy 85 khẩu pháo, bắn rơi 210 máy bay, tiêu diệt và tịch thu 655 xe quân sự, bắn chìm bắn cháy 18 tàu chiến, thu hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, đồ dùng quân sự, đánh và tiêu diệt làm thiệt hại 84 đơn vị. Riêng chiến dịch mùa xuân năm 75, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy đập tan quân đội chính quyền Sài Gòn, sư đoàn được giao nhiệm vụ triển khai lực lượng bảo vệ thủ đô và hậu phương lớn miền Bắc, vừa sẵn sàng cơ động thần tốc bằng đường bộ, đường thủy, đường không vào chiến trường khi nhiệm vụ cần thiết. Sư đoàn đã giữ được bí mật tuyệt đối an toàn, hoàn thành nhiệm vụ sư đoàn cận vệ trong thế trận chung của cả nước và nhiệm vụ nghi binh đánh lạc hướng phán đoán của địch. Với những thành tích và chiến công đó, sư đoàn được tặng thưởng 95 huân chương chiến công từ hạng 3 đến hạng nhất, 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn và 17 đồng chí được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và đặc biệt, ngày 15 tháng 10 năm 1976, sư đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Rất nhiều đồng chí trưởng thành từ sư đoàn, trong đó có gần 200 tướng lĩnh, các đồng chí đã làm rạng rỡ lịch sử của sư đoàn 308 quân tiên phong anh hùng. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, sư đoàn được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí trang bị mới, xây dựng thành sư đoàn hộ binh cơ giới. Sư đoàn đã không ngừng học tập, nắm vững khoa học kỹ thuật, xây dựng đơn vị bộ binh cơ giới có nền nếp chính quy, trình độ sẵn sàng tác chiến ngày càng cao. Trong các cuộc diễn tập lớn của sư đoàn, nhờ đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đến thăm và kiểm tra, thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh và củng cố niềm tin, động viên cán bộ sư đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Có thể nói, hôm nay được về thăm lại sư đoàn, thấy được sự khang trang hoành tráng chính quy của sư đoàn,
chúng tôi bồi hồi xúc động và tin tưởng chắc chắn rằng trung đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. Kính thưa toàn thể các đồng chí, nhìn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, mỗi hội viên cán bộ ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, chúng tôi càng thêm phấn khởi, vinh dự và tự hào là những người lớn nhất từng là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn. Nhớ lại những kỷ niệm khó quên của thời trai trẻ, cho nên ngày 28 tháng 8 năm 1989, ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng được thành lập. Sau 34 năm đi vào hoạt động, với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa những đồng đội cùng hoạt động cùng sư đoàn, thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ trong cuộc sống, động viên nhau sống vui sống khỏe, sống với ích, cùng nhau chia vui sẻ buồn. Kính thưa các đồng chí đồng đội, phấn khởi và tự hào với truyền thống 74 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn 308 anh hùng, chúng tôi những cán bộ hội viên ban liên lạc tiếp tục xây dựng ban liên lạc luôn đoàn kết, duy trì lâu dài, hội viên ngày càng đông đảo và chất lượng và hiệu quả cao. Một lần nữa xin thay mặt cho ban liên lạc hội cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng trân trọng sự đón tiếp nồng hậu của các ban lãnh đạo sư đoàn và trung đoàn 102 đã đem lại niềm vui phấn khởi cho em cán bộ hội viên chúng tôi. Chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục xây dựng sư đoàn vững mạnh trong tình mới. Chúc các đồng chí cán bộ hội viên mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời các bác cựu chiến binh sư đoàn 308 thành phố Hải Phòng xuống tham quan nơi ăn ở của một đại đội bộ binh cơ giới của trung đoàn, đại đội bộ binh cơ giới 9. Trân trọng kính mời các bác. Thăm thiết tình đồng chí, nay ta đã về đây xây quê hương mảnh giàu.
từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang, quân tiên phong tiến trên đường sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện chiến đấu vì quê hương muôn vàn yêu dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân điên phong đi lên dưới lá quân kỳ, tổ quốc trao cho lá cờ không gì quý hơn độc lập tự do. Từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang, quân tiên phong tiến trên đường sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện dâng hiến vì quê hương muôn vàn yêu dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ. Tổ quốc trao cho lá cờ không gì quý hơn độc lập tự do, trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang, quân tiên phong tiến trên đường sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện chiến đấu vì quê hương muôn vàn yêu dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ. Tuổi thanh xuân ta nguyện dâng hiến vì quê hương muôn vàn yêu dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ. Quân tiên phong xứng danh bộ đội Bác Hồ, quân tiên phong. Quý Mão, đoàn cựu chiến binh của thành phố Hải Phòng về thăm mà sư đoàn 308 nơi các đồng chí đã công tác, và đoàn vào thắp hương nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của sư đoàn. Đề nghị đoàn dành một phút mặc niệm. Thôi, kính mời đoàn vào dâng hương. Thôi. Thank you.
sản xuất máy nước. Và đây là lãng hoa của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho cán bộ chiến sĩ đoàn nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập với ngày
đơn vị cũng như tương đối cơ động mạnh và nhanh chóng mạnh để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm vụ đó tình hình mới và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Và toàn bộ những cái này là các cái chân dung và các bản của sư đoàn làm điểm làm mẫu cho bộ như là phát triển chính trị làm nơi làm tài hạ dân và toàn bộ những cái này sư đoàn trong diễn tập làm điểm làm mẫu cho bộ ạ. Các đồng chí trong hội nhà cựu chiến binh của sư đoàn 38 thành phố Hải Phòng,
Đạo Trị, các em là phu nhân của đồng đội chúng tôi. Với điều này là rất vinh dự, là trên đường này chúng tôi có thông tin là Thủ tướng Tạo gắn bó mất với anh em của quân Hải Phòng. Cho đến khi anh ấy làm tư lệnh là quân đoàn và về làm phó tư lệnh quân chủ hải quân, nhưng mà luôn quan tâm đến mọi bước đi hoạt động của anh em Hải Phòng, trong đó có 30 là cựu chiến binh của thành phố Hải Phòng. Thì đây là một điều rất là phấn khởi, và anh em chúng tôi là rất trân trọng và rất cảm ơn Thủ tướng. Nên là mọi bước đi hoạt động của cựu chiến binh sư đoàn 28 thành phố Hải Phòng được các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, nguyên lãnh đạo chỉ huy sư đoàn là đều quan tâm, và đặc biệt trong đó có tình cảm đặc biệt là của đại anh Phạm Quyết Tạo là Thủ trưởng cũng của ngành ngành nhất với anh em chúng tôi, tốt của cái trạng thường thường chúng tôi là người lính tuy nhiên. Thì hôm nay là về tư một cái buổi là anh em thăm lại sư đoàn, và cũng có thể là một vài năm tới các đồng chí không còn điều kiện nữa, có điều kiện sức khỏe, hôm nay đã được lãnh đạo chỉ huy sư đoàn dành tình cảm cho anh em chúng tôi được thăm ở trung đoàn 42, và về được thăm ở sư đoàn và cũng đã chia sẻ tình cảm anh em của ban ngành cùng chính quyền sư đoàn 38 thành phố Hải Phòng. Cũng đặt vấn đề là mời các đồng chí lãnh đạo chỉ huy sư đoàn, mời thủ trưởng đảo là giao lưu gặp gỡ cùng tâm lòng với anh em. Và ban liên lạc chúng tôi thì cũng có chút quà nhỏ, là có người là thùng nước mắm đặc sản các tải của quê hương Hải Phòng để tặng cho anh em cán bộ chiến sĩ đưa vào bếp ăn để chúng ta vui cùng đời sống, và có hai cái bột khô để tặng các đồng chí lãnh đạo chỉ huy sư đoàn. Nhân dịp này các đồng chí ngày mai có khách thì các đồng chí là tiếp đón khách, một chút quà nhỏ nhưng mà là tình cảm của anh em của chiến binh ban liên lạc Hải Phòng. Rất chân thành cảm ơn các đồng chí và mong các đồng chí là nên đón nhận và chia sẻ với thầy anh em chúng tôi. Và thì chúng ta là xin kính gặp Thủ trưởng Tạo, là người anh gần gần nhất với anh em chúng ta, và các đồng chí lãnh đạo chỉ huy sư đoàn một tràng pháo tay thật toàn thể. Quê hương Hải Phòng, sản phẩm đặc sản của quê hương, với mong muốn là tình cảm đồng chí đồng đội yêu thương gắn bó và mãi mãi bền lâu và mãi mãi bền vững. Xin cảm ơn các đồng chí. Thank you.